Nghe tiếng mưa rơi, xem những hạt màu đỏ xanh li ti. Ôi mấy năm nay tôi đã làm gì ngoài xem tivi? Trong chiếc tivi tôi thấy một người ngồi xem tivi. Trong chiếc tivi cô ta thấy hai người tình nói với nhau. Anh đã đi đâu? Anh đã đi đâu? Tôi đi đâu chẳng phải việc của cô. Cô đã đi đâu? Cô đã đi đâu? Tôi đi đâu khác hết gì tới anh. Và nếu bạn chán thì cứ chia cánh thôi mà. Và nếu bạn vẫn còn chán thì hãy đợi tới mai. Tôi đã làm gì ngoài xem tivi?